Đây là một đoạn clip miêu tả cảnh một chiếc máy bay bị hỏng càng mũi và phải hạ cánh khẩn cấp trên lưng của một chiếc xe bán tải. Hay nói cách khác, chiếc xe bán tải đã cứu tính mạng của cả trăm người trên máy bay. Và đoạn clip trên hoàn toàn là clip giả hay còn gọi là clip fake, và nó fake ở chỗ nào thì hãy cùng mình phân tích nhé. Clip được dàn dựng dưới dạng một bản tin thời sự với sự chứng kiến của rất nhiều người, bao gồm cả nhân viên sân đỗ, hành khách trong nhà ga và cả đoạn phỏng vấn người anh hùng pha ke lái xe tải cứu máy bay nữa. Thêm cả tình tiết gây cấn như các loại xe cứu hộ đang chạy ra hiện trường. Tất cả những điều trên đã làm khá nhiều người ngộ nhận đây là clip thật. Loại máy bay trong clip được cho là cùng loại với dòng Boeing 727, có khối lượng từ 42 cho tới 72 tấn và vận tốc khi hạ cánh là từ 194 cho tới 250 km/h. Và thông thường thì càng mũi chịu từ 5 đến 10% tải khối lượng của máy bay. Nếu như chỉ lấy 5% thì thùng sau của xe bán tải phải chịu một khối lượng tương đương khoảng 2,3 tấn. Tính sơ sơ như vậy thôi thì cũng đủ biết rằng không một chiếc xe bán tải nào có thể đỡ nổi một chiếc máy bay to như thế cả. Thực tế thì clip này là một clip quảng cáo cho một dòng xe bán tải của một hãng ô tô và nó đã nhận được rất nhiều chỉ trích, bởi vì khi một chiếc máy bay gặp sự cố về càng đáp thì nó có thể hoàn toàn hạ cánh trượt bụng ở trên đường băng, và thực tế thì đã có rất nhiều trường hợp như thế rồi. Cái việc này xem ra còn dễ hơn là hạ cánh ở trên một cái lưng của xe bán tải nữa đó mọi người ơi.